không? Đã xong chưa em? Nhiệt liệt chào mừng các đội bóng Ngô Quyền, Cộng, Vân Thủy, Bán Kết ra sân trong lượt trận khuôn khổ vòng 1 giải bóng đá vô địch sân 7 thành phố Lạng Sơn mở rộng năm 2022. Vâng, xin chào quý vị và khán giả đã trở lại với giải bóng đá thành phố Lạng Sơn mở rộng Cúp Haru 2022. Hôm nay là ngày diễn ra các trận đấu khai mạc của vòng 1 giải bóng đá mở rộng của thành phố Lạng Sơn. Đây là lượt trận thứ 2 trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân bóng đá cỏ nhân tạo T2. Trận đấu giữa hai đội bóng FC Vân Thủy và FC Đoàn Kết. Và để cho quý vị và khán giả tiện theo dõi thì chúng tôi xin công bố đội hình ra sân của hai đội. Về phía FC Xuân Thủy, cầu thủ mang áo số 1 Vi Văn Dũng, thủ môn. Cầu thủ mang áo số 3 Lương Văn Út, cầu thủ mang áo số 7 Chu Anh Tuấn, số 17 Trần Văn Tuấn, số 21 Hà Văn Quý, số 33 Lê Văn Cường và số 83 Hoàng Hiếu Học. Bên phía FC Đoàn Kết, họ ra sân với đội hình cầu thủ mang áo số 16 Vũ Long Vũ, cầu thủ mang áo số 18 Kiều Minh Đức, số 20 Phùng Mạnh Huy, số 22 Hoàng Cao Long, số 30 Trần Văn Lực thủ môn, số 35 Lê Tuấn Tú và cuối cùng số 57 Nguyễn Trung Hồng. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Hiệp 1 của trận đấu giữa FC Vân Thủy và FC Đoàn Kết chính thức được bắt đầu.
FC Vân Thủy ra sân trong bộ trang phục áo xanh quần xanh và bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Còn bên phía tay phải của màn hình vị và các bạn là FC Đoàn Kết trong trang phục áo tím quần tím. Tranh chấp rất là vào bóng, tương đối khó. Cầu thủ mang áo số 18 Kiều Minh Đức vừa rồi đã không hiểu ý của đồng đội, anh đã bị sửa lưng trong tình huống vừa rồi. Minh Đức chuyền bóng tốt cho Trung Hồng. Quyết định dứt điểm ngay vừa rồi là của cầu thủ Cao Long, thủ mang áo số 22. Cao Long là cầu thủ chơi ở vị trí cánh phải của các cầu thủ Đoàn Kết. Còn ở phía cánh trái sẽ là Minh Đức. Tiếp tục phản công Mạnh Huy, và chuyển đã bị bắt bài của Mạnh Huy. Phạt góc cho các cầu thủ Đoàn Kết. Không được, quyết định phá bóng an toàn. Biển tốt của các cầu thủ Đoàn Kết. Người vừa thực hiện pha đi bóng ở biển tay bên phải là Long Vũ. Rất tốt. Cao Long tiếp tục có đường mở biển. Trung vệ Thòng Tuấn Tú cũng đã lên tham gia tấn công trong pha đá phạt góc này. Một cầu thủ đánh đâu không vào, quá là tiếc trong tình huống vừa rồi. Đây, tình huống nguy hiểm. Thủ vừa có pha cản phá là đội trưởng Văn Tuấn. Rất nguy hiểm khi đã để mất bóng trong tình huống vừa rồi. Trung Hồng, Cao Long, đây là anh Tuấn. Tuấn Tú cũng nhanh, và căng hàng vừa rồi là của Minh Đức. Trung Hồng, tỏ ra rất khéo léo trong những tình huống tranh chấp bóng tay rồi. Minh Đức quyết định dứt điểm ngay của Minh Đức. Nhìn bóng đã đi cao hơn sang ngang. Như vậy ở trận đấu bên kia giữa FC Ngô Quyền và FC Cộng, các cầu thủ FC Ngô Quyền đã có bàn thắng mở tỷ số. Tình huống chuyền về nguy hiểm, bóng đã chạm tay. Rõ ràng trọng tài đang đứng rất gần tình huống đó. Cầu để bóng chặn tay là Văn Cường.
trưởng Tuấn Tú đã được trọng tài yêu cầu tháo bỏ trang sức kim loại mà cầu thủ này đeo trên người. Đây là một trong những vật cấm mang vào sân. Hạ bóng bằng ngực làm tường cho Trung Hồng không thành công. Bây giờ là pha dứt điểm phản công các cầu thủ Vân Thủy rất nhanh chóng. Việc đeo những trang sức kim loại cũng sẽ gây nguy hiểm. Những tình huống va chạm vẫn còn. Tuấn Tú đang làm chủ tốt tình huống. Đã có tình huống đẩy sau. Trung Hồng. Và phối hợp không hiểu lý giữa Long Vũ và Minh Đức. Không có lỗi. Mạnh Huy. Đây là Trung Hồng. Mạnh Huy quyết định dứt điểm. Dứt điểm đã khiến thủ thành Vi Văn Dũng không thể ôm trọn trái bóng ngay từ nhịp đầu tiên. Rất may không có một cầu thủ nào bên phía Đoàn Kết có mặt để đón bóng hai. Rất nguy hiểm. Để mất bóng nguy hiểm. Chút chút nữa thì cầu thủ Đoàn Kết khung thành của họ đặt trong tình trạng báo động. Có lỗi rồi. Nằm sân. Quyết định làm một đường chuyền xuống đáy biên hơi mạnh so với đà di chuyển của Lập Văn Cường. Văn Tuấn đã có tình huống bóng chạm tay. Chính xác của Hiếu Học. Tuấn Tú quyết định đường truyền cho Long Vũ. Rất tiếc cầu thủ này đã không có bước đã bóng bước một tốt. Thật sự để chơi một thế trận đúng bóng dài với một hàng phòng ngự là những cầu thủ cao to như phía bên cầu thủ các cầu thủ Đoàn Kết như Tuấn Tú, như chúng ta thấy thì rất khó. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Vân Thủy. Trần Văn Tuấn là cầu thủ đã lập công trong tình huống vừa rồi. Người đồng đội của anh là Văn Cường đã rất khéo léo để che chắn cho đường bóng của người đồng đội của mình, khiến thủ thành của các cầu thủ Đoàn Kết phải bó tay. 1-0 cho cầu thủ Vân Thủy.
quyết định dứt điểm này, pha quyết định sửa lòng có vẻ như là của Long Vũ. Để biên Quang Huy. Đó là Mạnh Huy. Đánh đầu, đó là pha đánh đầu cản phá của Tuấn Tú và pha bảo bỏ bóng hay Văn Cường. Dứt điểm vào. Hà Văn Quý đã lập công. Bàn thắng nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ Vân Thủy, rất nhanh, một pha phản công mẫu mực của các cầu thủ áo xanh. Và cài người tốt của cầu thủ mang áo số 33 Văn Cường. Nhiệm vụ của Văn Quý là dễ dàng hơn. Quá trong vành 2-0 rồi. Cầu thủ Vân Thủy đang cho thấy sức mạnh của họ trong những pha phản công. Quyết định điểm ra chân trái là của Minh Đức. Minh Đức, Mạnh Huy. Lối chơi chậm rãi nhưng lại hiệu quả của cầu thủ Vân Thủy đang giúp họ có được hai bàn thắng dẫn trước rất nhanh chóng, rất hay. Trung Hồng, pha xử lý rất bình tĩnh của cầu thủ mang áo số 57, nhưng sau đó thì người đồng đội của anh là Minh Đức lại không có pha đệm bóng tốt. Các cầu thủ đoàn kết có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ mang áo số 7 Huy Hiệu vào sân thay thế cho cầu thủ mang áo số 16 Long Vũ. Trung Hồng. Cao Long. Tuấn Tú khá chần chừ trong tình huống vừa rồi. Quyền đá biên được chuyển cho các cầu thủ Vân Thủy. Anh Tuấn. Văn Tuấn. Nguy hiểm. Quá đáng tiếc trong tình huống vừa rồi, một đường chuyền sai của đội trưởng Văn Tuấn cho thủ thành Văn Dũng. Rất may sau đó Trung Hồng đã có cú dứt điểm chưa chính xác. Tú là một cầu thủ có chiều cao rất tốt, nhưng trong những pha không chiến thì đối đầu với cầu thủ này là một bất lợi. Các cầu thủ Vân Thủy họ vẫn chọn cách tiếp cận trận đấu như vậy, bằng chứng là bàn thắng đầu tiên cũng xuất phát từ một tình huống bóng dài của đội bóng áo xanh. Qua được vị trí của Mạnh Huy. Tiếp tục là Mạnh Huy có ca pha
che chắn bóng tốt. Chu Hồng bây giờ là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của các cầu thủ đoàn kết. Cao Lòng. Còn Huy Hậu. Xong không xác định có lỗi trong tình huống vừa rồi. Trung Hồng, cầu thủ có cái chân rất khéo léo, vẫn là Trung Hồng để chúng đấy biên dứt điểm vào. Một pha phối hợp tăng giác đẹp mắt của các cầu thủ đoàn kết. Cầu thủ mang áo số 20 Phùng Mạnh Huy đã ghi bàn. Pha bàn bật đẹp mắt của các cầu thủ đoàn kết. Công lớn phải nói đến vị trí của Trung Hồng. Cầu thủ này đã có những pha đi bóng làm náo loạn hàng thủ của các cầu thủ Vân Thủy. Sau đó có một đường chuyền xuống đáy biên cho Long Vũ. Và sau đó thì công việc còn lại là tương đối đơn giản, thì chỉ việc đệm bóng vào. Công nguy hiểm. Anh Tuấn chuyền sai địa chỉ của anh Tuấn. Bóng tiếp tục thuộc kiểm soát của các cầu thủ Vân Thủy. Huy Hậu đây là bàn thắng được ghi bởi Huy Hậu. Bóng đã ôm trọn trong vòng tay của Văn Dũng. Huy Hậu vừa mới được tung vào sân đã chứng tỏ được khả năng của mình. Pha bóng an toàn của đội trưởng Tuấn Tú. Huy Hậu vẫn là cầu thủ mang số 7, không có lỗi. Bóng trả ra cột 2 cho Tuấn Tú. Vào! Như vậy Trung Hồng đã có bàn thắng quân mình, tỷ số 2 đều cho cầu thủ đoàn kết. Và đá biên tương đối đơn giản nhưng lại có hiệu quả. Bóng được treo ra cột 2 và sau đó công việc của Trung Hồng là cái chân trái của anh đưa bóng vào lưới. Cầm một góc tương đối hẹp. Hai đều, trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Đang trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Sau những phút đầu phải chơi thấp, sau khi có những điều chỉnh thì Trung Hồng được đẩy lên chơi cao hơn để phát huy những kỹ năng, kỹ thuật cá nhân của mình. Hai bàn thắng đều có dấu ấn của cầu thủ mang áo số 57. Bằng từ một bóng quý hiệu. Trọng tài đã cho hưởng phép lợi thế. Góc cho cầu thủ. Rất tiếc trong tình huống vừa rồi. Minh Đức đã băng vào nhưng anh chưa thể chặn được bóng.
các cầu thủ Đoàn Kết đang dần lấy lại thế trận sau những phút đầu có vẻ như họ chưa tìm được nhịp với nhau. Không có lỗi. Trọng tài đã quyết định là sẽ có một quả đá phạt cho cầu thủ Vân Thủy. Pha đá phạt nguy hiểm ngay trước khu vực 16m50. Đấu ngay trước khu vực vòng cấm. Góc sút là rất rộng. Đứng trước bóng đang là Văn Cường, đó là Văn Tuấn. Có vẻ như Văn Cường sẽ là người thực hiện cú đá này. Không phải, Tuấn Tú. Không được. Công nhanh, quyết định dứt điểm. Người quyết định đưa ra cú dứt điểm vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 35, Tuấn Tú. Thế thì trong pha đá phạt vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 17, Văn Tuấn đã không thể chiến thắng được hàng phòng ngự của Đoàn Kết. Tốt. Cái điểm của anh Tuấn chưa đủ độ khó. Trung Hồng. Trung Hồng rất quái trong những tình huống tranh chấp tay đổi. Rất bất ngờ khi Trung Hồng là cầu thủ nhận một thẻ vàng. Văn Tuấn rất tốt. Anh Tuấn bóng vẫn còn trong cuộc. Minh Đức vừa rồi đã không thể chiến thắng được anh Tuấn. Tuấn Tú. Đã có pha đẩy sau với Minh Đức. Trung Hồng đã đứng trước bóng. Sẽ quyết định dứt điểm hay sẽ là một pha phối hợp với đồng đội. Không thành công. Mạnh Cường rất khó trong tình huống này, 2-1. Các cầu thủ Đoàn Kết họ cũng rất nhanh chóng triển khai thế trận phòng ngự. Minh Đức rất cố gắng, trọng tài xác định bóng vẫn trong cuộc. Huy Hậu. Anh Tuấn. Yeah.
Trung Hồng. Trung Hồng là một cầu thủ rất khéo với những cái pha 1-1 thì rất cẩn thận với cầu thủ này. Trung Hồng. Huy Hậu. Hoàng Tuấn. Rất tốt, pha che chắn bóng tốt của Huy Hậu. Pha phản công. Chậm rồi. Trung Hồng. Trung Hồng định có một pha bóng thả bóng ra đằng sau cho Huy Hậu. Minh Đức. Huy Hậu. Chưa đến. Huy cá ngang. Minh Đức quyết định dứt điểm ngay của Minh Đức. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Nỗ lực vừa rồi là của Mạnh Huy. Nguy hiểm. Sai địa chỉ của Trung Hồng. Quyết định dứt điểm. Đó là quyết định dứt điểm táo bạo của Văn Út. Đây là tình huống đầu tiên nguy hiểm của cầu thủ Mao số 3. Đánh đầu. Trận bóng cuối cùng là của Văn Tuấn. Trận bóng đáng tiếc vừa rồi là của Văn Cường. Phản công cho các cầu thủ đoàn kết. Rồi lại trao cho các cầu thủ Văn Thủy. Dứt điểm. Đó là cú dứt điểm của anh Tuấn. Trung Hồng. Cao Long. Không có lỗi của. Lại là cú dứt điểm của Văn Út. Văn Út đã được đẩy cao sau những phút đầu chơi ở vị trí cặp đôi hàng phòng ngự cùng với Hiếu Học. Không được. Khó hiểu. Minh Đức. Văn Út. Chuyền chưa chính xác của Văn Út cho Văn Tuấn.
rất hay Trung Hồng. Nhưng đáng tiếc là Hiếu Học đã bắt bài tốt trong tình huống vừa rồi. Như vậy đó cũng chính là tình huống bóng cuối cùng của hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 giữa FC Vân Thủy và FC Đoàn Kết đang có tỷ số hòa 2-2. Một trận đấu diễn ra chất lượng chuyên môn tốt. Các hai đội bóng đều có những pha ăn miếng trả miếng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bước đến hiệp 2 của trận đấu.
Và sẽ trở lại với hiệp 2 của trận đấu. Rất nguy hiểm, không vào, quá đáng tiếc cho tình huống vừa rồi. Bóng đã chạm một cầu thủ bên phía FC Đoàn Kết và đổi hướng. Nhưng sau đó bóng lại tìm đến cột dọc của khung thành các cầu thủ Đoàn Kết. Đáng tiếc trong tình huống bóng vừa rồi, suýt chút nữa thì đã có một bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 2. Chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa hai đội bóng FC Xuân Thủy, xin lỗi FC Vân Thủy và FC Đoàn Kết. Đây trong loạt trận vòng 1 của giải bóng đá thành phố Lạng Sơn mở rộng Cup Haru 2022. Trận đấu được diễn ra tại sân bóng đá cầu nhân tạo T2 thành phố Lạng Sơn. Kết thúc hiệp 1 có tỷ số là hòa 2 đều. Các cầu thủ lập công của FC Vân Thủy đó là Văn Tuấn và Văn Quý. Còn bên phía Đoàn Kết là Huy Hiệu và Trung Hồng. Một hiệp 1 diễn ra sôi động và rất hấp dẫn. Sau khi bất ngờ vượt lên dẫn trước cách biệt 2 bàn thì sau đó các cầu thủ Vân Thủy đã lấy lại sự bình tĩnh và tìm kiếm lại được 2 bàn thắng gỡ hòa đầy quý giá. Hiệp 2 hứa hẹn sẽ là một hiệp đấu hấp dẫn. Đoàn Kết đang chuẩn bị có sự thay đổi cầu thủ. Huy Hậu phá đỡ bóng của Huy Hậu chưa chính xác. Đó, tiếp tục Trung Hồng. Văn Tuấn quyết định dứt điểm từ xa của Văn Tuấn. Đường chuyền cho Huy Hậu nhưng hơi sâu. Đó là đường chuyền của Cao Long. Các cầu thủ Đoàn Kết có sự thay đổi cầu thủ rời sân mang áo số 22 Hoàng Cao Long và vào sân là cầu thủ mang áo số 90 Trần Chí Cường. Chuyền không hiểu ý giữa Trung Hồng và Minh Đức. Bóng nguy hiểm. Đoàn Kết, cụ thể là Minh Đức đã có pha đưa tốc độ để nhanh chóng áp sát tới vị trí của thủ thành Văn Dũng. Minh Đức, Huy Hiệu. Không được. Văn Tuấn. Chí Cường. Lại một đường chuyền dài nữa tới vị trí của Huy Hiệu. Lại một đường chuyền sai Lạp Tường. Dứt điểm ngay. Đó là cú dứt điểm của Trung Hồng. Văn Quý, Anh Tuấn, lại được một cú dứt điểm ra của các cầu thủ Vân Thủy. Những tình huống sút xa được các cầu thủ Vân Thủy áp dụng liên tục trong hiệp 2. Văn Quý chuyển hơi khó rồi. Đó là cầu thủ số 21 Văn Tuấn.
Thu Hiệu rất chịu khó lùi về tham gia những tình huống bóng cùng với đồng đội, mặc dù anh là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Quyết định rất đường thẳng của Văn Quý. Bóng dài. Đức. Dứt điểm. Đó là dứt điểm của Chi Cường. Pha đập nhà rất nhuần nhuyễn của các cầu thủ Đoàn Kết. Trung Hồng. Vẫn là Trung Hồng. Có vẻ như chân phải không phải là chân sở trường, mặc dù cầu thủ này có thể chơi hai chân nhưng chân trái vẫn là vũ khí nguy hiểm hơn của cầu thủ mang áo số 57. Minh Đức. Là Minh Đức, bóng được đẩy xuống đáy biên cho Huy Hiệu. Anh Tuấn. Phối hợp giữa Văn Tuấn và Văn Út không thành công. Đội chuyền đã bị bắt bài. Mạnh Cường. Bóng vào ngực tốt. Trung Hồng chân trái dứt điểm vào. Cú húp của cầu thủ mang áo số 57 Nguyễn Trung Hồng. 3-2 cho các cầu thủ Đoàn Kết. Tôi đã nói thì cái chân trái của Trung Hồng mới là cái thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Cú húp đây là điều xứng đáng cho cầu thủ mang áo số 57. Anh là một cầu thủ chơi nổi bật nhất trên sân. Kỹ thuật cá nhân và hiểu ý đồng đội tốt là cái vũ khí giúp Trung Hồng có được bàn thắng thứ hai và phối hợp đẹp mắt với đồng đội. Pha chuyền sai lầm, bóng lại lên đến chân của Trung Hồng và Huy Hiệu. Rất bình tĩnh phối hợp với nhau nhưng đây là đường chuyền sai địa chỉ. Văn Tuấn. Nguy hiểm. Phải bắt bóng lấp bập của thủ thành vào số 30 Văn Lực. Đường chuyền dài. Phải bằng vào rất nhanh của Minh Đức. Làm gì đây? Chí Cường quyết định đi bóng. Lại đến bóng đến chân của Văn Hồng. Trung Hồng, xin lỗi, không có lỗi. Trung Hồng đã đau sau pha va chạm vừa rồi. Và cầu thủ Vân Thủy đã để cho Trung Hồng quá nhiều khoảng trống để cầu thủ này có thể thoải mái phô diễn những kỹ thuật của mình. Là Trung Hồng. Lực dứt điểm không thành công của Trung Hồng.
đoàn kết rất bình tĩnh triển khai bóng đá của mình. Pha phối hợp đẹp mắt xuống đáy biên, chúc mừng căng ngang không thành công, người chặn bóng cuối cùng là Minh Đức. Pha phối hợp rất có bài. Huy Hiệu lực là của Chí Cường. Tiếp tục cầu thủ Vân Thụy có sự thay đổi cầu thủ. Huy Hiệu cầu thủ chơi như vậy là không. Như vậy là anh Tuấn được rút ra nghỉ, thay vào đó là Văn Lương. Rất tốt Văn Út. Vẫn là Văn Út. Pha đẩy bóng vừa rồi là hơi dài. Trung Hồng khé tốt cho Mạnh Huy, căng ngang Huy Hiệu dứt điểm vào. Quá mãn nhãn dòng những pha phối hợp và ghi bàn của các cầu thủ FC Đoàn Kết. Đúng như cái tên của họ, Đoàn Kết, họ có những pha phối hợp 1-2 rất hay. Rất hay, Trung Hồng bàn thắng thứ ba hay không? Hát trích cho Trung Hồng. Quá dễ dàng. Pha phản công sắc lẹm của các cầu thủ Đoàn Kết. Bàn thắng bây giờ đến trong cách quá dễ dàng với các cầu thủ áo tím. Bốn hai, năm hai. Vậy là 5 bàn thắng được ghi bởi hai cầu thủ của FC Đoàn Kết, cú đúp của Huy Hiệu và cú hát trích ngọt ngào của Trung Hồng. Trận đấu giờ đang dễ dàng hơn rất nhiều với đội bóng áo tím. Minh Đức kiểm soát bóng hơi khó hiểu của cầu thủ mang áo số 18. Và nút rất hay, một pha xoay cầu ba rất tốt của cầu thủ mang áo số 20 Mạnh Huy. Quá khó khi bốn cầu thủ của Đoàn Kết đã có mặt ở trước khu khung thành của thủ môn Văn Lực. Tuấn Tú, Minh Đức căng ngang không vào, bàn thắng thứ tư vẫn chưa đến với Trung Hồng. Vẫn là những pha phối hợp tạm giác quen thuộc của Đoàn Kết. Cầu thủ Vân Thủy có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 33 Văn Cường rời sân, nhường vị trí cho cầu thủ mang áo số 36 Đoan Hùng. Đoan Hùng là một trong những ngoại bình có
được đăng ký bởi hai đội và anh là ngoại binh duy nhất của FC Vân Thủy. Trong khi đó thì ở bên phía của FC Đoàn Kết có tới 5 ngoại binh, là những vị trí của Minh Thắng, của Minh Đức, của Quang Trọng, Tuấn Tú và Trung Hồng. Hai ngoại binh đang có mặt trên sân của Đoàn Kết là Tuấn Tú và Trung Hồng đang thi đấu cực kỳ chất lượng. Khác với trận đấu đầu tiên, có sự góp mặt của FC. Về trận đấu sẽ gián đoạn trong ít phút. Tiên của FC Haru với FC Điện Tử có một ngoại binh rất chất lượng có mặt ở trên sân, đó chính là Đạo Từ Sơn. Cầu thủ sẽ khoác áo của Haru tại giải đấu năm nay. Pha chọc khe tốt, bóng được chọc khe cho cầu thủ mới được vào sân là Đoan Hùng. Sau hai trận đấu đang diễn ra cùng giờ thì chúng ta sẽ còn hai cặp đấu nữa diễn ra một lúc sau khi trận đấu là kết thúc. Dứt điểm ngay Chí Cường vào, rất bất ngờ với bàn thắng này. Chính Chí Cường còn không tin là mình vừa ghi bàn, bàn thắng thứ 6 của các cầu thủ FC Đoàn Kết. Chí Cường, cầu thủ vừa tung vào sân ít phút vừa qua, cũng đã lên tiếng. Như các cầu thủ Vân Thủy họ đã vỡ trận. Dứt điểm từ xa, nỗ lực cứu bóng của Văn Lực sau cú sút rất căng vừa rồi là của Văn Tuấn. Nút sát tốt, lại là pha phản công nữa, lại là Trung Hồng, bóng được mở ra cánh cho Huy Hậu nhưng cầu thủ này đã không bắt kịp. Giờ đến như trẻ trẻ, nguy hiểm, rất nguy hiểm trong tình huống bóng vừa rồi. Mạnh Huy đã là người pha bóng, không có gì nguy hiểm. Cố Học đã quyết định chọn phương án pha bóng an toàn. Kết giờ họ không việc gì phải vội, lối chơi đang thuộc về họ. Quan trọng là đội bóng áo tím họ muốn chơi như nào mà thôi. Văn Quý, liên tiếp là những cú dứt điểm từ xa. Huy, điểm vẫn còn. Đáng tiếc khi Văn Lượng vừa rồi là không theo kịp được tình huống bóng. Rất bình tĩnh đến từ vị trí của Trung Hồng. Rất hay, hơi chần chừ trong tình huống vừa rồi. Mạnh Huy đã để cho Văn Tuấn áp sát. Vẫn là những cú dứt điểm từ xa. Cầu thủ Văn Thủy đang khá bế tắc trong khâu tấn công.
chưa tìm được, có được những sợi dây liên lạc với nhau. Cầu thủ đoàn kết có sự thay đổi cầu thủ. Minh Đức được rút ra nghỉ, thay vào đó là Văn Thái sẽ là người thay thế vị trí của cầu thủ số 18. Minh Đức đã có những pha phối hợp với đồng đội rất hay trong nhiều bàn thắng của các cầu thủ đoàn kết. Minh Đức thường xuyên xuất hiện ở khu vực đáy biên, sau đó có những đường căng ngang vào cho đồng đội dứt điểm. Chí Cường, Chí Cường là một cầu thủ có cái chân trái rất ngoan. Tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ. Cầu mang áo số 8, Mông Văn Phòng vào sân thay cho cầu thủ mới được tung vào sân và đã có được bàn thắng là Chí Cường. Có vẻ như Chí Cường đã gặp một vấn đề chấn thương và anh đã chủ động xin thay người. Rất hay, Mạnh Huy. Huy Hiệu hơi chậm rồi. Tuấn Tú, Văn Quý quyết định dứt điểm. Văn Lương. Tuấn Tú một chốt trận cực kỳ tin cậy nơi hàng công, sẽ đấu nơi hàng thủ. Huy Hiệu, Huy Hiệu một pha thả bóng hơi dài cho Văn Phòng. Trung Hồng. Rất bình tĩnh, Văn Thái. Huy Hiệu. Trung Hồng làm tường, dứt điểm ngay. Và làm tường cho Văn Phòng dứt điểm. Em sẽ đồng kết đang sở hữu rất nhiều những chân sút có cái chân trái hoàn. Chuyện nữa đang là có một pha phối hợp nguy hiểm nữa, có cầu thủ đoàn kết rất hay và quyết định dứt điểm thẳng. Văn Dũng chơi tập trung trong tình huống vừa rồi. Trung Hồng làm gì, cơ hội đã trôi qua, không có gì phải vội cả. Trung Hồng, Văn Phòng, Văn Thái. Văn Quý. Như bây giờ thì các cầu thủ Vân Thủy họ chỉ chơi bóng dài và những cú dứt điểm từ xa mà thôi. Hai màu sắc khác nhau, màu sắc đá đối lập và cũng là đối lập cho cả tỷ số ở trên sân. Bóng chơi hay hơn, những pha phối hợp đẹp mắt và có những bàn thắng miễn chê. Đang đội dẫn trước
quả xứng đáng. Việc bây giờ của các cầu thủ Đoàn Kết cần làm là cần giữ thể lực và giữ chân cho những trận đấu tiếp theo. Tung vào sân là Văn Tưởng. Quyền đá biên được chuyển cho cầu thủ Văn Thủy. Công 3-1. Hơi vội vàng và có vẻ là tham lam của Văn Phong. Cầu thủ mới được tung vào sân gần như đang muốn có bàn thắng riêng cho mình, giống như các đồng đội của anh đã làm được. Trung Hồng, Văn Tuấn. Tốt. Và phản đoán tình huống tốt của Bạch Văn Tường. Quay về hiệu, quay về. Thành công nhanh. Tấn công Văn Lương. Văn Lương. Biên nha, biên nha. Bạch Tê. Văn Tưởng, Văn Thái, vẫn là Văn Thái và chạy bóng bóng tốt. Trung Hồng dứt điểm đi, qua là tiếng chầu huy hiệu. Cầu thủ 3 số 7 đang tìm kiếm cú hát trích cho mình, lại làm quyết định dứt điểm luôn. Những pha bóng và góc của Trung Hồng. Như vậy là cầu thủ sáng nhất trong đội hình của các cầu thủ Đoàn Kết đã rời sân. Trung Hồng quá nguy hiểm, không chỉ tấn công còn tham gia phòng ngự. Người thay thế cho Trung Hồng là Đình Chí. Nhìn Trung Hồng đá những quả phạt góc thì tôi lại liên tưởng đến một nữ cầu thủ của Việt Nam, đó chính là Tuyết Dung. Cầu thủ có không ít những bàn thắng từ chấm đá phạt góc. Rất hay, dứt điểm Văn Quý. Đã có phạt góc. Không tới được vị trí. Anh nhận được bao nhiêu? Còn Hoàng Dũng còn văn lực chơi rất tập trung. Như vậy trận đấu chỉ có 1 phút bù giờ.
phút là gần như không thể. Cho những nỗ lực tìm kiếm 4 bàn thắng để hy vọng có được một điểm của các cầu thủ Vân Thủy. Còn như họ sẽ phải chấp nhận để thua trong trận đấu ra quân. Huy Hậu. Huy Hậu, vẫn là Huy Hậu. Có hat-trick cho cầu thủ số 7 hay không? Rất bình tĩnh. Văn Thái sau đó đội bóng không có sự thuận lợi. Vẫn là Huy Hậu đã những phút cuối rồi nhưng cầu thủ mang áo số 7 vẫn có thể lực rất sung mãn. Đây sẽ là quả bóng cuối cùng của trận đấu. Văn Thái. Quá đáng tiếc trong tình huống bóng vừa rồi. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Trận đấu giữa câu lạc bộ Vân Thủy và Đoàn Kết trong giải bóng đá thành phố Lạng Sơn mở rộng Cúp Haru 2022 đã kết thúc với tỷ số 6-2 nghiêng về các cầu thủ Đoàn Kết với những pha lập công, cú đúp của Huy Hiệu, cú hat-trick ngọt ngào của Trung Hồng và bàn thắng của Trí Cường bên phía các cầu thủ Xuân Thủy. Bên phía các cầu thủ Vân Thủy thì Văn Tuấn và Văn Quý là những cầu thủ đã ghi bàn cho đội bóng áo xanh. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và chúng ta nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bước đến trận loạt trận thứ 3 vòng 1 trong ngày khai mạc ngày hôm nay.